Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, những quốc gia luôn nằm trong top hạnh phúc nhất thế giới, rất gần với xã hội lý tưởng theo chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng video này sẽ chứng minh rằng cuộc sống ở Bắc Âu cũng không lý tưởng đến như vậy. Đầu tiên hãy nói về điều kiện tự nhiên. Bạn đang nghĩ đến một Bắc Âu với khí hậu dễ chịu, non xanh nước biếc, những cao nguyên trải dài vô tận đến chân trời. Mùa thu vàng hay mùa đông tuyết trắng được cuộn tròn bên lò sưởi trong căn nhà gỗ nhỏ xinh. Và wow, mùa hè ở Bắc Âu kéo dài từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 là mùa có khí hậu ôn hòa nhất. Tuy nhiên, vị trí địa lý của vùng Bắc Âu khiến mùa hè có một hiện tượng đặc biệt. Trái đất của chúng ta có trục quay nghiêng khoảng 23 độ 27. Nên về mùa hè, thời gian có ánh sáng mặt trời ở một trong hai cực sẽ bị kéo dài. Vĩ độ càng cao thì ban ngày lại càng dài. Đến một vĩ độ nhất định, ban ngày sẽ kéo dài thành cả ngày hoặc vài ngày luôn. Ví dụ, ở cực Bắc và Nam của trái đất thì mặt trời chỉ mọc và lặn có một lần mỗi năm. Hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm diễn ra ở những nơi nằm phía bên trên vòng Bắc Cực, bao gồm Alaska, Canada, Nga và một số vùng ở Bắc Âu. Khoảng 1/4 lãnh thổ của Phần Lan nằm ở phía Bắc của vòng Bắc Cực, ở điểm xa nhất về phía Bắc của Phần Lan trong 73 ngày liên tục mặt trời không lặn. Tại Svalbard, khu vực xa nhất về phía Bắc có cư dân sinh sống thuộc Na Uy, 4 tháng liền mặt trời không lặn, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 8 hàng năm. Trong siêu phẩm Insomnia ra mắt vào năm 2002, Al Pacino thủ vai một điều tra viên đến Alaska vào giữa mùa hè. Vừa bước xuống máy bay, anh đã mất ý thức về thời gian sau khi vô tình bắn chết một đồng đội. Anh mất ngủ hoàn toàn, một phần vì lương tâm cắn rứt, một phần vì ánh sáng mặt trời 24/7. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này gây khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, hiếu động thái quá, mệt mỏi và tâm trạng tồi tệ, giống như là một cơn jet lag kéo dài liên tục. Nói chung, các du khách và những người mới đến chịu ảnh hưởng nhiều nhất, một số cư dân bản xứ cũng chịu ảnh hưởng nhưng nhẹ hơn. Mùa đông thì ngược lại, ở 60 độ Bắc, Oslo, Stockholm, Helsinki chỉ có 6 giờ có ánh sáng ban ngày vào mùa đông chí. Còn tại Thụy Điển thì 3 giờ chiều người ta sẽ bảo nhau rằng thắp đèn lên anh em ơi. Vùng cực Bắc sẽ được trải nghiệm hiện tượng đêm vùng cực, khi đó mặt trời sẽ không mọc lên đường chân trời. Ở Svalbard, một cụm đảo giữa Na Uy và Bắc Cực, người ta thắp đèn pha cả ngày lẫn đêm trong 2 tháng rưỡi trong năm. Việc thiếu ánh sáng ban ngày khiến cơ thể tiết ra ít melatonin hơn, dẫn đến chứng trầm cảm theo mùa. Căn bệnh này gây cảm giác buồn bã, cáu kỉnh, khó tập trung, mệt mỏi, không hứng thú với các hoạt động, tăng giấc ngủ và thèm ăn. Hầu hết sẽ mắc chứng thèm ăn các loại tinh bột như là khoai tây chiên, mì tôm, bánh ngọt, trà sữa và nước có ga. Một vấn đề nữa là hầu hết các công trình ở Bắc Âu đều không có điều hòa. Trước kia thì không cần, nhưng biến đổi khí hậu đã gây ra những đợt nắng nóng bất thường ở khu vực này. Vào mùa hè năm 2021, nhiều nơi ở vùng cực đã báo cáo nhiệt độ kỷ lục khoảng 33 đến 34 độ. Các tòa nhà ở Bắc Âu thường được thiết kế để giữ nhiệt hơn là tỏa nhiệt, đồng nghĩa với việc ngay cả sau khi nắng nóng kỷ lục đã đi qua, các tòa nhà vẫn duy trì nhiệt độ trong vài ngày. Tiếp theo là hãy nói về vấn đề xã hội. Vấn đề đầu tiên là tại sao cuộc sống ở đây lại đắt đỏ quá như vậy? Từ thực phẩm này, đồ uống này, thuốc men, quần áo, đồ gia dụng, thiết bị công nghệ, tất cả đều cao hơn phần còn lại của thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Phần Lan và Iceland áp dụng mức thuế giá trị gia tăng VAT là 24%, trong khi Đan Mạch và Thụy Điển, Na Uy là 25%, dắt tay nhau vào top áp thuế cao nhất châu Âu, chỉ sau Hungary. Với mức giá bia hơi vỉa hè ở Hà Nội chắc hẳn sẽ làm những người bạn Bắc Âu giật mình. Cả Na Uy và Thụy Điển đều có các doanh nghiệp quốc doanh chiếm độc quyền thị trường đồ uống có cồn. Khác với thị trường tự do như là ở Mỹ chẳng hạn, mô hình kinh tế thị trường xã hội phổ biến ở khu vực Bắc Âu được xem là một nguyên nhân khiến cho chi phí sinh hoạt bị đội lên cao. Các nước Bắc Âu cũng nổi tiếng với hệ thống an sinh xã hội không tưởng. Một công dân Thụy Điển sinh ra, chính phủ sẽ nuôi học đến năm 18 tuổi. Ra trường nếu không tìm được việc làm, thì chính phủ sẽ hỗ trợ tìm việc làm hoặc chi trả mức trợ cấp thất nghiệp khá khá. Đến khi đi làm thì chính phủ sẽ cho phép làm 6 tiếng thay vì làm 8 tiếng mỗi ngày. Còn khi về hưu thì sao? Chính phủ sẽ nuôi bằng mức lương hưu cao hàng đầu thế giới. Thế nhưng cái giá phải trả là mức thuế vô cùng cao. Vào năm 2021, Đan Mạch là nước đánh thuế cao nhất trong số 35 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. 4 nước Bắc Âu còn lại cũng chia nhau các vị trí đứng đầu trên mức trung bình của OECD. 26,6% GDP là mức thuế áp dụng ở Mỹ. Thụy Điển từng đánh thuế thu nhập cá nhân lên tới 61,85%. Rất may là giờ đã hạ xuống chỉ còn 52,3% mà thôi. Ở Đan Mạch, nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô thì bạn sẽ phải cộng thêm từ 85 đến 150% thuế. Bây giờ lấy một ví dụ đời thường hơn đi. Tôi mua một chiếc áo ở Đan Mạch với giá 300 kroner, sau khi trừ đi 25% thuế VAT, cửa hàng nhận được 240 kroner, trừ tiếp 22% thuế thu nhập doanh nghiệp, vậy là kha khá số tiền mua áo của tôi đã chảy vào túi của nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả thuế quỹ lương, thuế đất, thuế điện, thuế vệ sinh và vân vân. Hậu quả là nếu muốn làm ăn có lãi, họ không còn cách nào khác ngoài việc tăng giá các mặt hàng. Thế nhưng có thật là hệ thống an sinh xã hội này đã hoàn hảo? Lấy Thụy Điển làm dẫn chứng cụ thể, người Thụy Điển nổi tiếng với lối sống chậm, tận hưởng cuộc sống cùng với một chính phủ minh bạch, ít tham nhũng. Trên diễn đàn Quora, một người dùng đã bình luận rằng
Y tế thì đúng là một trò đùa, giá cả thì đúng là phải chăng. Thế nhưng những gì bạn nhận được không đáng gọi là chăm sóc sức khỏe. Muốn chụp cộng hưởng từ phải đợi vài tháng, đau mấy cũng phải chịu. Bố tôi đợi hơn một tháng mới được khám tim, sau khi ông bị đau ngực và không thể lao đôi. Tôi thì tôi không kết luận bình luận trên là đúng hay sai, nhưng đây là một ví dụ khác. Ở vùng Soleti, khi phòng hộ sinh của bệnh viện trong vùng đóng cửa thì lựa chọn duy nhất của người dân là đi 100 cây số đến một bệnh viện khác. Chính phủ thì cũng bó tay vì số lượng bác sĩ hộ sinh cũng không đủ để mà trải rộng toàn đất nước, nhất là khi mà người Thụy Điển có thói quen sống tách biệt với nhau trong những khu rừng. Người dùng Quora còn bình luận rằng ở các trường đại học, sinh viên không độc lập mà luôn phải học theo nhóm. Vì vậy, điểm số hoàn toàn phụ thuộc vào việc chọn bạn mà chơi. Dịch vụ khách hàng thì cũng khá là tệ vì ai cũng coi trọng thời gian rảnh và quan điểm công bằng và ai cũng như nhau. Nhận xét dù đúng dù sai thì sự thật là lối sống yên bình, không đòi hỏi nhiều của người dân cùng một chính sách trợ cấp tốt đã khiến cho một thế hệ người Thụy Điển dần sống cô đơn, dựa dẫm và ít liên hệ với cộng đồng. Đó là lý do khiến nhiều người nước ngoài chuyển đến Bắc Âu sinh sống rồi vỡ mộng vì khó có thể thích nghi. Các cuộc khảo sát cho thấy Đan Mạch là nơi người nước ngoài thấy khó kết bạn với người bản xứ nhất. Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan cũng tương tự. Một người Tây Ban Nha đã chia sẻ rằng do văn hóa Thụy Điển dè dặt nên rất khó kết bạn với người Thụy Điển. Thử Google chờ xe buýt như người Thụy Điển, nhìn qua kết quả bạn sẽ hiểu. Người Thụy Điển thậm chí còn tránh nhau, trước khi ra ngoài họ còn nhìn qua lỗ cửa sổ để đảm bảo rằng không chạm mặt bất kỳ người hàng xóm nào. Cũng trên Quora, một người Thụy Điển cũng đã chia sẻ như thế này: ở cả tháng trời mà không nói chuyện với bất kỳ một ai là chuyện bình thường như ở huyện tại Thụy Điển. Lúc ra ngoài mua bán, bạn chỉ nói xin chào khi bước vào và cảm ơn khi nhận tiền trả lại. Luật của Thụy Điển quy định các cửa hàng phải hỏi khách có lấy hóa đơn hay không. Vì luật này nên bạn phải học cách nói có và không, chứ không thì sống ở Thụy Điển, bạn chỉ cần biết xin chào và cảm ơn là đủ. Người dùng này còn nhận xét rằng, mọi người không kết bạn với nhau, mọi người không cần bạn bè vì đa số mong đợi chính phủ sẽ lo cho họ khi họ cần trợ giúp. Thậm chí, phụ huynh sẽ bảo mấy đứa con lớn đùng đi xin tiền của chính phủ nếu như không đủ tiền thuê nhà. Người xung quanh thì sẽ lờ lớ đi khi bạn cần giúp đỡ. Người ta nghĩ rằng bạn không giúp đỡ họ thì họ cũng chẳng có lý do gì để mà giúp lại bạn cả. Về khoản hẹn hò thì người dùng này có chia sẻ như sau: hầu hết là hẹn hò qua mạng, hẹn hò cho vui thôi, để người ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tìm đến niềm vui ngắn trong một chốc lát. Đây là lý do vì sao bạn thấy người Thụy Điển lại đam mê tập gym và trông lại rất bắt mắt. Nếu không đi tập gym thì họ sẽ mắc kẹt trong những căn phòng chung cư chật chội và hiu quạnh. Xem xong video này thì bạn có muốn sống ở Bắc Âu hay không? Cứ sống thử nhá, không thì phải đến du lịch, chụp vài tấm ảnh rồi lại về. Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận hoặc chia sẻ trải nghiệm của mình nếu bạn đã từng đến những quốc gia này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.